piu, 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 piu. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng với đêm đấu thứ 3, game đấu quyết định xem mà team nào sẽ vào trận chung kết tổng đầy C9 hay là Invictus Gaming. Nhưng mình thì mình thích C9 hơn, tại vì chung kết tổng đó chính là VC Gaming, một team của Trung Quốc rồi, mà để hai team Trung Quốc đánh với nhau thì cảm giác có một chuyện gì đó nó không được hấp dẫn như là để với team châu Âu. Ông Fancy vào đâu rồi, Musashi? Để out Sky chứ, mà vào lại em thấy nó hết rồi. Như hôm qua thì... thêm nào. Thế mình phải để tiếng ấy à? Đây à? Ôi giời. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Rồi hai team Trung Quốc đánh với nhau, khác gì Trung Quốc mở giải vô địch Trung Quốc. Và ở lượt vẫn là lượt ban The Queen Storm rồi Beastmaster và Zeus rồi này thì không có Zeus nữa rồi, vẫn là Phoenix dành cho C9 và Shadow Fiend dành cho Victor Gaming. Các người cầm đó chắc chắn là 430 rồi. 430 sẽ cầm Shadow Fiend. Liệu chăng sợ có sniper thôi. Tại vì rất có thể sẽ có sniper dành cho cơ hôm nay. Hôm nay cũng là Lion dành cho Invictus Gaming, những lần pick khá quen thuộc ở 3 game đấu liền. Và họ đều lựa chọn support đó con Lion. Mà hai team nghe vẻ cũng khá là tranh giành. Ai có lượt pick trước là họ đa số họ chọn trước. Và đúng là Phượng Hoàng Lửa khác siêu hot luôn. 3 game liền. Và phải công nhận là Phoenix được bọn 7. Không chỉ là bọn 7 mà các thành viên bên phía C9 họ chơi rất là hay. Trong game 2 vừa rồi cũng rất là tuyệt vời. Những cái màn thể hiện ở những phút early game và mid game. Nhưng mà với game 13 này chúng ta cũng hy vọng xem. Lần này thì sẽ là có Best Raider dành cho C9 rồi. Seconds remaining. Các bạn chờ mình xem. 5 seconds remaining. À mà thôi. Chờ cái đổi. Đang định bảo đổi để reserve time. Ah, now the Radiant team is banning. This should be interesting. Alo. Sao đây? Chỉ nhìn cái ảnh đi, server full disconnect from server không thể connect được. Offline. Sao lại thế? Thử vào lại xem nào. Tôi đưa cái ảnh cho bà nhìn rồi đây. Sao ông dã man thế? Tôi đưa cái ảnh cho bà nhìn rồi, bà nhìn đi. Chịu Thôi luôn. Rồi. Ừ. Ông mình nhá. Ừ. À, phải luôn. Phải giúp. Chúc vui vẻ. Chúc mon vui vẻ. Rõ ràng vào được rồi, xong vào. Không vào. Chúc mon vui vẻ. Tôi ở đây connect lại không được. Chứ không phải là không vào được lúc đầu. Sao vào được lúc đầu. Sao tự nhiên ao ra làm gì? Vì nó bị lốt 80% thì tôi vào lobby. Sao không biết là bị lốt? Thì tôi dùng Netgraph 5 các bạn, kênh chat biết hết mà. Thì hỏi thôi à. Cái ngồi đi thì không ngồi. Cứ lắm chuyện rồi ao ra vào lại cơ. Thế mai đi ăn kem gì đi. Để khao cho, hôm nay làm hộ, coi như làm hộ đi. Ghê không. Nhá. Ô được rồi, mong làm cho. À đi, đi đâu, bye bye. Đi chơi bạn gái, đi đâu thì đi đi. Ừ, bye bye. 5 seconds remaining. Đấy, bây giờ con trai phụ thế đấy các bạn ạ. Reserve time. Juggernaut. Juggernaut dành cho Burning ở lượt pick thứ 3 dành cho bên phía IG. Yeah. Burning, Juggernaut. Nói chung là một trong những hero làm tên làm lên tên tuổi của anh. Trong khoảng thời gian mà Burning hot pick thì à có mất Juggernaut hot pick thì Burning đã luyện tập với con này khá nhiều và mình thấy rằng anh Burning chơi con Juggernaut này rất hay. 10 seconds remaining.
5 seconds remaining. Reserve time. Cái này thì bàn giữa Shaker vs đều những cái hero mà mình nghĩ rằng ở bên phía chuẩn của IG hay không. Trong khi đó thì ở bên phía IG họ ban ra Troll và Lycan. Troll thì chắc là nhằm vào Isama rồi. Hở con sniper ra đây. Rất là AA dành cho Crow này. Best Rider, AA, Phoenix. Nghe cũng có vẻ ghê. Như thế này thì Chuân có Lion rồi và AA, có lẽ con AA này thì bên phía Crow này họ muốn có. Tại vì với công ty của AA thì đối phương sẽ không hồi máu được. Và trong khi đó thì Juggernaut có skill hồi máu. Và bây giờ thì bên phía Crow này họ đang suy nghĩ xem nào. Đang không hiểu là Phoenix 9 có để cho đảm nhiệm cái vị trí support nữa không hay là sẽ đảm nhiệm vị. Reserve time. Có lẽ vẫn là support thôi. Support thôi, support cho Notel thôi. Và hai lượt pick cuối cùng cho C9 thì đó sẽ là Offland. À không biết, đó sẽ là Dimit và Carry. Còn IG thì họ còn thiếu Offland và một support nữa. Và VS ban ra rồi thì không có hero để counter biết đâu được. Có con Wick, thì cũng counter được. Và khả năng tăng máu có, nhưng vấn đề ở chỗ là Corona họ có AA. Nhưng dù sao để và nói về combat thì con Wick Doctor mình thấy nó cũng được. Nhưng mà với con Phoenix nó đẻ trứng thì đôi khi cũng quá đau với thanh niên hơi máu giấy. Và Morphing dành cho Invictus rồi. Như vậy là Morphing quả này đảm nhiệm vị trí sập trang lên Mark Chang rồi. Hay là sao nhờ, mình nghĩ khả năng cao là Morphing sẽ chơi vị trí sập. Các bạn nghĩ thế nào? Support rồi phải không? 5 seconds remaining. Reserve time. Behold the horn of Magnus. Magnus. Để ta xem những cái pha công ty thần thánh ở phía Magnus này. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Phantom Laser, đó là lượt bàn thứ 5 từ bên phía Invictus Gaming. Và bây giờ sẽ là lượt bàn cuối cùng của câu này. Cái kiểu lượt pick Morphing này hơi khó đoán cho bên phía C9 này. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ban ra Silent. Radiant team pick. Sand King. Time now for the Dire team to choose. Sand King dành cho Invictus của mình. Như vậy là Morphing sẽ được cầm bởi City of và 4-10 cầm Sarophian và Juggernaut được cầm bởi Burning. Bây giờ sẽ là lượt pick Hardcore dành cho C9, một con hero carry phải cực kỳ trâu, khả năng nâng tạ tốt. Thì nào đây, Magnus có vào rồi để cho carry đó nhảy vào chém. Medusa cũng được, Spike cũng được, nói chung mình cảm giác PA cũng được luôn nếu như Magnus có combo hay. Terror Blade á? Hay là có Soul Keeper á? Có lẽ là Magnus chỉ là combo với đồng đội rồi. Soul Keeper. Seconds remaining. Và bây giờ thì chúng ta cùng chờ thành viên của C9 lựa chọn game thôi.
TV dành cho Isama. Ờ hớ. Và trước khi vào game đầu thứ 3 thì mình sẽ đọc qua lại một chút xin giữ người cầm mò phình đi ọp 40 cầm Nevermore, Fed cầm Lion, Trân là người cầm Sen King và Burning là người cầm Jack the Nerd. Trong cái đội hình bên phía C9 thì Big Daddy No Tail cầm Phoenix, Bad Rider cầm 7 Bon 7, Missouri cầm 3 A, Fata cầm Magnus và cuối cùng đó chính là Firin hay Isama người cầm Terror Blade, TV hay là Soul Keeper. Có đi connect đến từ phía Fed. Cái này C9 có Magnus gom cho đồng đội xử lý đó nhé. Ulti AA đáp vào này, rồi Phoenix đẻ trứng này, rồi thì Bad Raider rót lửa này. Đấy là trên lý thuyết là thế thôi, nhưng không biết là trong game đấu có thực hiện được không. Còn đội hình của bên phía IG thì đội hình này mình nghĩ rằng là khả năng ganh lẻ của họ tốt với Sen King rồi Lion. Ba cái stun dành cho bên phía IG. Đi off để có thể làm một semi carry luôn đó, chúng ta cầm morphing này. Con này chỉ cần có thêm một thanh mơn line nữa thôi, một pha sọc stun và thêm một cái stun đến từ phía morphing nữa, max gen nữa thì rất là lâu, kiểu bất tỉnh nhân sự. Lượng đồ của hai team đã mua ở những lúc early game. Một cái tiên, một chiếc rotation để tăng giáp và block một chút đam dành cho Isama. Một quất được cắm một khu vực ngã ba đồng đội, à quên mất các bạn, đó là ngã tư. Nocteo thì mua giày khá sớm và Bon 7 cũng vậy, mua giày rất sớm. Trong khi đó thì bên phía IG thì Chuân là người có giày ra phép thì vẫn chưa mua, chỉ là mua mắt mua gà thôi. Cái gì cũng phải chia nhau ra để hoàn thành nhiệm vụ. Burning cũng có giày rất sớm và Si cũng thế. Với việc đi off có giày thì rất tốt. Trận đấu này thì Fed sẽ là người đảm nhiệm hết, xong cho Burning có giày sớm có thể lên xoay cũng được. Và đây rất có thể sẽ là một màn cướp rune ở khu vực run bot khi mà có thiên nhiên No Tail và Bon 7 đang nhầm nhè vào cái rune bot này. Trong khi đó thì rất có thể ở trên top là cái rune dành cho Isama rồi, không có ai đó quấy phá cả. First luck hay không đây, đốt lửa của Bon 7 ra và sẽ là nhường rune. Easy, cướp. Không được rồi, một pha tính thời gian không chuẩn của bộ Big Daddy No Tail. Anh bay ra hơi sớm. Con Phoenix này nó có thể cướp được rune nếu như mà một pha mà bay ra sớm, à bay ra chuẩn căn chuẩn thời gian thì bay ra cướp được rune, nhưng pha đó thì hơi sớm với No Tail. Và Bon 7 sẽ cầm Bad Rider đi off, đi land với Juggernaut và Lion. Còn Chuân thì sẽ cầm thanh niên Sun King này vào farm rừng thôi. Chưa có thấy động tĩnh gì bên phía 9 là cầm Wood để phá thanh niên Sun King farm cả. Trong khi đó thì C đang ẩn nấp ở một cái khu vực mà khuất sai để có thể hứng cho mình được chút driver. Không phải khổ sở, khổ lên, khổ xuống, đi lên, đi xuống để xem có ai không, có bị harass không, có bị quay hay không. Và giờ này Mystery biết được điều đó và anh đang đi lục sùng, à đi lùng sục. Ôi làm sao ấy nhỉ, đọc toàn bị nhịu, không đọc sai vậy, đọc ngược. Khó hiểu vô cùng, đang đi tìm rồi. Si thích chơi trốn tìm hứ. Phoenix cũng đang di chuyển lên. Có lẽ là No Tail farm rừng thôi. Pull creep đến từ phía No Tail. Vẫn có cái ping của thanh niên Mystery vào khu vực này. Mystery đúng là rất tinh nhưng mà anh không biết là Si đứng ở vị trí nào. Tại sao không nhích lên một chút xíu nữa nhỉ? Si ở trên đây nè. Cũng ghê đấy nhưng mà vẫn chưa biết được địa chỉ của Si ở đâu.
Đấy rồi, cắn rìu rồi, cho rìu cắn cây, tỉa hết cây luôn, tỉa từ từ. Tỉa là đến vào tận trong luôn. Xì ơi là xì, trốn được mãi không? Quả này không trốn được, à có TV, có TV, có thể quay ở bên trong ngoài TV. Easy. Đi vào nơi rồi, đang thấp thòm của nâu theo. Hồi hộp quá, một phát bay luôn tìm đường. Xì đã bị phát hiện, anh đứng TV về luôn. A à, thì không có giữ chân, easy. Cũng gây đấy, nhưng mà lúc này DC cũng có cho mình level 2 gần đủ level 3 rồi. Trong khi đó ở mid thì đó là 450 đi với Fata, Magnus và Nevermore à. Hai con thì có khả năng harass. Lahis thì thanh niên 450 tốt hơn một chút, và hiện tại thì đang có 20 soul dành cho 430. Ngoài thì Bad Rider đang di chuyển và đang là muốn làm một cái nồi lẩu gà chăng? Hay là gì đây, lại có tình trạng hơi lắc lắc, giật giật. Và tự dưng trông màn hình sáng sủa thế nhỉ? Một cái ward được cắm ở khu vực đường creep đi, khu vực mid này. Con gà, có con gà là có con gà, có con gà là có con gà. Có chết không? Up chi rồi, như vậy là không chết. Âm mưu của bọn bảy đã không được thành công, anh đã bị phá sản. Vừa mất mana, lại có một skill chống vật lửa thôi. Phá sản rồi. Thế này thì CEO đang truy đuổi bởi no tail và nói chung là gì ở cho CEO không có một chút level nào cả. Việc đi lên chip thì điều đó lại có bình thường thôi. Trong khi đó thì Burning đang ở dưới bot free farm luôn. Easy, đứng đầu và last hit. 23 con rồi, TB còn chưa đuổi được. Bắn 7 thì có thể đi lên Burning được, bởi vì bắn 7 cũng phải là harass, cũng như là bắn xa thì có thể dìa Burning. Lion thì nghe vẻ thích đi gánh hơn, và phết một phái được Fata đổi sang Trang rồi, và sẽ là Stone Trang. Fata có hú đi nhưng mà không được Formulus dành cho 430 khi mà anh tung kịp quả Ray. Quả Ray định mệnh kết thúc mạng của Magnus. Tu Giang hay No Theo có ra hỗ trợ nhưng mà cũng không kịp và first luck dành cho bên phía IG. Một run double dam. My waters rise. Phút từ từ thì lợi thế vẫn đang nghiêng về IG một chút xíu khi mà họ có cho mình first luck. Và C9 thì họ lần trong trận đấu này thì họ chơi theo kiểu không quá là hổ báo nữa. Họ chơi theo kiểu chắc chắn, chắc bài và một pha chặn đường từ Mystery Quay nào. Có Waker chờ tung ra nó chỉ harass được thôi. Kể cả có giữ chân thì C hoàn toàn có thể Way đi được, né được. Khá là easy dành cho C. Chuân giờ này đang có cho mình level 2. Burning thì có đủ level 6 rồi. Bad Rider đã phải di chuyển vào rừng và farm. Bad Rider thì nó farm rừng được. Cảm giác land quá khó thì sẽ vào rừng farm, như thế còn đỡ thọt hơn so với đứng land. Chuân thì cứ stack thôi, đừng hóng làm gì. Cứ stack vào farm thôi, stack vào farm thôi. Đây rất nhiều creep rồi, tách phải được 4-5 bãi rồi. Bãi thanh niên farm để lại một con. Để lại một con để nó không hiện. Si đang vào rừng quậy phá thanh niên Bad Rider. Tính muốn tìm cho mình một mạng nào đấy, nhưng mà Bad Rider đi về rồi còn đâu. Và một bãi stack siêu xa đến từ Fate. 1, 2, 3. Đầu 1, 2, 3, 4, 5 con, 5 bãi creep luôn. Double Ram dành cho 430 và đang di chuyển lên top này thì rất máu giấy thôi. Làm quả Double Ram 2 Ray thì một đam tay nữa chắc là nghẹo luôn. Không nghẹo thì cũng phải giật dẹo. Có run hết à? Sao đi nhanh vậy? Run hết luôn, Double Ram run hết luôn, làm quả Double Kill luôn rồi. Không, mà đó là hai mạng dành cho IG thôi, không phải là Double Kill. 430 được một mạng và một mạng dành cho Lion. Một quả sọc 2 cũng rất đẹp đến từ phía Lion. Ngành hay quá nhở.
Trong khi đó thì Chuẩn vẫn đang farm rừng rồi, một tấm mốt tuyệt ở phút thứ 6 rồi. Với tình hình này thì tầm độ phút thứ 8 thôi là có Wailing rồi. Phút thứ 8, phút thứ 9, muộn là 9, sớm là 8. Còn đâu theo thì đang stack agent. Stack agent, giờ này stack agent cũng hơi khó ăn dành cho team C9. Được phết thì quanh quẩn vào rừng đã nhìn thấy được thanh niên bon 7 tranh thủ cái ác vài con creep. Fata thì đang có 1k5 tiền và anh cũng đang để dành tiền để lên một cái game để cho dễ dàng hơn cho việc mang hết combo. Và với việc mà Nevermore thì đa số Trung Quốc họ sử dụng con Nevermore này, sử dụng mất lối lên đồ cho Nevermore của Trung Quốc cả hai lên mech đầu tiên, sau đó lên gì lên. Và bây giờ thì hai thành viên của bên phía G họ đang có lượng hit tốt hơn so với kêu thành viên phía C9. Dù rằng thì Hisama được book từ đầu đến chân được free farm, thì có lẽ cũng không xanh bằng các thành viên bên phía IG. Cảm giác như sau chiến thắng vừa rồi, một game đấu dài 70 phút, IG như cái tâm lý của họ, họ chiến đấu nghe vẻ còn hăng hái hơn chứ không phải là mệt mỏi nữa. Dù rằng kéo dài game đấu kéo dài rất lâu, hơn một tiếng liền. Và có hit mạng hay không, skill thì không có, chỉ là đấm chay thôi. Trận đấu này thì bên phía C9 họ có AA cũng có stun, nhưng mà stun của AA nó mất thời gian để thực hiện để giữ chân đối phương. Bad Rider thì hiện tại có level 6 rồi nhưng anh chưa có Blink. Một chút xíu nữa thì bon 7 mới có cho mình Blinker và tăng thêm khả năng chói từ phía Bad Rider. Nếu lựa chọn AA và phân tích thì lúc đầu mà bọn đi gành được mid thì nghe vẻ hơi khó, tại vì con AA đa số được sử dụng bảo kê cho carry ở lane thôi. Nên trận đấu này thì Nevermore khá thoải mái trong cái việc mà last hit cũng như là farm ở mid, không bị lo lắm là đối phương đi gank hay là roam gì đó. Và đang smoke đi vào rừng lúc này thì TB đang đứng rất sâu với trụ, và Bad Rider thì đang làm thịt đám creep. Này thì Bad Rider, ô kìa tinh vậy, siêu tỉnh đến từ phía Bad Rider luôn. Kiểu như hack map ấy. Wow, bling lên được cho rất nhiều, bling lên cho Bad Rider, bling lên cho Fata, bling lên cho Chuẩn. Rồi smoke được mua cho Chuẩn, rồi AA, rồi Surin cho Morphing, kiểu như là cái thời kỳ dân giàu nước mạnh ấy. Ai cũng có tiền để mua đồ. 430 thì đang còn thiếu một cái receipt để lên cho mình được cái mechan, đủ rồi, đủ receipt rồi. Mờ cho thanh niên nào đây. Smoke đi ganh thôi khi mà Chuẩn có đủ cho mình blink cũng như là combo ulti ra rồi. Phonix thì chưa có cho lên cho mình level 6. Đảm bảo nếu như Phonix hở cái mặt ra thôi thì đâu theo sẽ phải lên bảng trong tương này. MM có cho Jackanus phi ra ư? Và đó là một pha vòng sau. Vòng sau hay combat thế nào đây? Dire's bottom tower is simply no more. Như vậy màn đi ganh vừa rồi đã không thành công bởi hai thành viên support bên phía IG, và giờ này họ đang bị truy đuổi bởi bon 7 và nâu theo một pha hack đến từ Fate và sẽ là quay về thôi. Rất tỉnh từ thành viên bên phía C9, họ dù rằng là một wow đang nói tự dưng nhìn thấy cái trụ dưới bot thấy buồn lòng luôn khi mà bên mình ăn được trụ rồi. Có MM và 1k tiền, đang có level 9 siêu xanh luôn từ phía Burning. Network ở phút thứ 10 hiện tại Nevermore đang đứng đầu, đứng thứ hai đó chính là Burning. Chứ mà 430 và bọn mình là rất tốt. Phải công nhận là khả năng farm của hai thanh niên đến từ hai chàng trai đến từ Trung Quốc thì phải là siêu tốt luôn. Game đấu trước cũng vậy. Dù rằng team có thọt nhưng mà C9 rất xanh, nhưng mà hai thành viên của IG đó chính là bọn mình và 430 vẫn có một cái lượng network cực kỳ tốt. Một pha sọc rất đẹp đến từ phía Fate, và như vậy mạng dành cho Burning. Đã farm xanh thì chớ lại thêm được một mạng của AA. Các bạn thấy không, mở chém một phát đi lên bảng luôn. Cộng thêm một stun nó hỗ trợ từ phía Lion.
Giờ này thì các thành viên Dyer's C9 họ đang tụ tập đi với nhau và đang tập trung ở mid, đã mở smoke ra rồi. C, nhưng mà C có ulti. C có quay hết mana rồi, tình huống vừa rồi một pha chói được 430 ra, 430 có max và có cả bình đẻ trứng đến từ phía nâu theo. Như vậy là phải bỏ cuộc thôi và C làm pha stun 4 phẩy à, chưa đến. Bây giờ mới có 4 chấm rồi, 4,25 giây rồi. Ulti của A ra 430 có chết hay không? Bet đó phải lên bảng với mạng của Jackalus móc phía sau. Và giờ này thì Fed đang bị giữ chân bởi A. Finger chết được A rồi. Bây giờ thì Fata cũng kết thúc mạng của Lion. Bây giờ thì Burning lại thêm một mạng nữa cho mình. Killing Speed. À không, đó là Triple Kill rồi. Triple Kill chứ không phải là 3 mạng nữa. 4 mạng dành cho Burning. Cả mạng lúc đầu anh ăn được AA ở trên top và pha combat vừa rồi thì anh có triple kill 3 mạng liên tục. Và 7-2 ở phút thứ 12 dành cho phía G. Một pha ulti rất tuyệt vời đến từ phía Vata. Bắn một giọt dầu nhưng mà Burning đã xoay vòng và không ai chết cả, và C thì đang đổi sang máu. Chưa tiếc, trước ngoài thì Vata còn dây máu qua ulti của AA. Các thành viên bên phía G đã né được rồi. Nhưng phía này đó là Chuẩn Anh bị con grip mắc kẹt. Và đó là một pha Burning ra rút lừa đến từ Bad Rider. Như vậy là Chuẩn đã phải lên bảng với tình huống tự mình giết mình. Thì anh đứng một cái vị trí mắc lại đúng ngay con grip nó đuổi sát đít. Thì có đau không cơ chứ. Mà đặc điểm mà anh biết là Chuẩn béo rồi, với việc mà béo thì anh rất có khó có thể nick qua những cái khu vực nhỏ. Và Yasa đã có cho Yasama ở phút thứ 13. Aquila giày chít Yasa rất là xanh, 5k8 tiền. Sau khi đó thì 430 có cho mình 1k7 tiền và một cái mic, một giày cheat gì thì sao, phải rất có thể lên hay là mai đáp rồi. Radiant's bottom tower is under attack. It looks like they're going after Dire's middle tower. Có cho mình một cái shadow blade. Giờ này vào rừng săn nhờ có ulti chém xác định luôn. Vào đây thì Fata đi lạc, Cute lạc lối, lạc lối rồi, đi nhầm đường rồi cưng ơi. Kiểu Cute lạc lối rồi này thì Big Daddy đâu theo đã bay dâm hit để đép. Nhưng mà cái trụ này thì hai vả là Bunny ngăn được trụ. Easy hơn 400 tiền. Deny không được mà đép cũng không xong. Một huyền hình vi dành cho Morphin. Giờ này thì tập trung vào Roshan luôn khi mà Burning có MOM. Nhưng mà hiện tại thì mana của Burning không có nhiều. Anh đã mở cọc máu ra để ăn Roshan. Và Fairy 430 thì có Mekan và có Bottle Boop cho Burning rồi. Fed 14 giây nữa sẽ cooldown xong. Một quả ulti của AA soi vào khu vực Roshan siêu chuẩn luôn. Chuẩn như Legend còn phải gật gù. Nhưng mà vấn đề chúng ta có ăn được Aegis đâu, không cướp được. Chỉ là so thôi. Và Aegis thì dành cho Fairy 430. Thêm một cái Vinh nữa sẽ dễ dàng hơn cho việc 430 quay bay vào để quẩy team bên phía quẩy team C9. Làm hớp nước cho đỡ nhịu nè. Bình vào rồi và sẽ là Blink vào chăng? Không xài. Còn bác thế kia thì đỡ làm sao được. Pha đó Phoenix còn bay vào tự tử luôn. Kiểu chết là phải chết có đôi có cặp chết chùm. Một pha chém ra chém gió và ulti từ phía Burning kết thúc mạng của AA. 12-3 như vậy, 10 mạng đầu tiên dành cho bên phía team IG. Và bây giờ thì bạn Asian Hotel Stack thì đó là dành cho Burning để farm. Easy tiền. Tiền ở đây chứ ở đâu. Đúng kiểu đưa tiền gửi bạn. Stack cho kẻ địch ăn. Không biết là Burning với Notel có một cái mối tình vụng trộm nào phía sau hay không mà tại sao họ lại hiểu ý nhau thế. V
Và hiện tại check qua một chút về lượng network thì đã 10k dành cho IG rồi, AXP là 12.000. Ở phút thứ 16 mà 10.000 chênh lệch. Đã thấy rằng là cái khoản chênh lệch hơi xa rồi đấy. Quá xa so với quy định rồi thì đúng rồi. Một pha smoke 5 người và ý định bắt vào thanh niên phết. Một mình phết ở đây thôi, 2k2 tiền đủ blink rồi. Mua được cái blink như vậy thì sẽ không... Có thể là sẽ không chết. Có thể là sẽ không chết. Dire's top tower is under attack. Phết đi xa quá, phết xa sẽ chín quá. This will be pretty. They breached Dire's top tower. Tốn tiền quá đi. Giờ này thì chuyên này đang có blink dạy Arcana Boat và sát sau và lên cái kho sáp thôi. Nó xanh kinh, nó chỉ lên đồ và combat và chạy thôi. Hôm nay thì Big Daddy đang đứng ở trên đồi. 430 thì đang cũng có cho mình 2k tiền. C thì sao? Hand of My Dad rồi ở phút thứ... chắc là tầm độ 16. It looks like they're going after Dire's middle tower. Kiểu như vừa đi học trường mới về. Dire's middle tower is under attack. Mất bảy làm gì đấy? Chờ đợi cái gì? Có pha cầm hút để chờ đợi con hàng. Kiểu đi săn nhưng mà quả này săn không được rồi. Bộ thành viên IG đang tập trung hết ở khu vực mid. Ốp pha ulti của A đáp ra. Burning đang đẩy lên top lên cao. Và cái trụ 2 mid này sẽ dành cho phía IG ở phút thứ 18 rất nhanh rồi. Trong khi đó thì Burning đang đẩy trụ top và có lẽ cả team IG sẽ lên tiến thẳng lên top và ăn nốt cái trụ 2 này. Chưa thấy có dấu hiệu gì đẹp đến từ phía C9 cả. Và như vậy trụ top đã nổ và creep ăn được trụ có lẽ cho cái xe này thôi. Cái creep khó đánh chết lắm, chỉ bằng xe nó phi thôi. Vân Ninh cũng ăn được trụ pha vừa rồi. Shadow Ballet, Yasa và hai cái quá tiền cho Vân Ninh. Và bọn bởi đi xong khoảng thời gian cũng chờ đợi rất lâu. Ngứa ngáy anh còn mấy cái cây còn rụng hết này. Nhưng mà cũng không bắt được ai cả. Vẫn xác định là nước lùm. Đây là tình huống gặp nhau này. Nhưng mà có Shadowblade. Shadowblade có Burning. Burning của Shadowblade và đang muốn bắt thanh niên Magnus. Fanta. Fanta. Blink vào TV bay rồi. It looks like they're going after Dire's middle tower. TB chết luôn trong khu vực nữa. Mình đang soi thanh niên Magnus thì TB chết. Ý gì? Hai pha stun với hai, nói chung mà toàn những thanh niên knock down tốt đến từ IG, hai support knock down siêu tốt luôn nhưng mà là tốt nữa. Đấy rồi, con hàng nào chọn ai? Như vậy hai bên cứ được chọn Fata chứ không phải là chọn AA. Và như vậy Fata lên bảng với rất nhiều skill vỡ vào đầu mình, vả vào đầu như thế thì đỡ làm sao được. Burning giờ này còn chưa thèm đánh nhau. Cứ đang đi đẩy rồi. Giờ này thì bên phía C9 họ đang tập trung gần như là toàn ở nhà, khi mà ba lane của họ đang bị đẩy rất là cao. Đúng là hai lane. Và rất là cái chỗ bot này cũng sẽ đẩy nhanh sớm thôi. Đây giống kiểu như là sử dụng lại cái con Phoenix. Mấy Phoenix quá nhiều nên thành ra bị bắt bài như nào, hay là họ trận, hay là sau một khoảng thời gian combat họ khá là mệt mỏi. Trang Burning đã có xoáy ulti của A lên co xoáy của bọn bảy. Giờ này thì nhảy vào chém từ phía Burning, giết được mạng của Bad Rider rồi, sau đó Burning mới chết. Và bây giờ thì TB kia đó là vậy, từ 430 đang có lunet, một phong tì của chuẩn dơ nam và TB. Như vậy Isama không kịp đổi máu và anh lên bảng với cái ulti vẫn còn nguyên. Trong khi đó thì Fata vừa rồi thì anh cũng đã không ra để cứu carry của team mình. Một tình huống mà hai đổi hai. Hiện tại thì bên phía IG họ đang chênh lệch về gold như XP hơn so với C9, nên hai mạng vừa rồi thì C9 họ vẫn có lợi hơn so với IG. Magnus thì đang lên một cái force staff nữa để có thể dễ dàng lấy việc mà combat sau đó là té. Tăng cả ulti đẹp trụ để dùng kia. Rồi sao nữa, một pha stun 4.25 giây. Chạy sao đâu, chạy đâu, nốc chèo.
46 lỗi quân chúng nghe vẻ gì không quá hổ báo như thế bên viện từ các thành viên bên phía y cơ. Dire's bottom tower is under siege. Và cái kèo của IG và C9 thì kèo này mình thấy rằng là ở trên Gosu là 70% dành cho IG và 30% dành cho C9. Trên D2L là 67% dành cho IG. Chắc là những bạn nào mà bet cho IG ở game đấu đầu tiên và game đấu thứ hai thì chắc các bạn cũng hơi phải xuất ruột một chút xíu phải không? Cái game đấu thứ hai bên phía IG một cái chiến thắng vậy quá ngoạn mục luôn. Sang game đấu thứ ba thì họ đánh theo kiểu lên đồng phấn khởi, mình đã chiến thắng rồi, và game đấu này với việc mà tâm lý đang được thoải mái và giải tỏa khi một chiến thắng rồi thì họ đánh hay hơn. Phát đã cầm game rất sớm ở phút thứ 22. Sao lắm game vậy rồi? À không, đưa cho Chuân rồi. Vừa chỉ đánh như này sang bên kia đã thấy cục game nữa, giật mình. Si thì đi như chỗ đông, như đi như chỗ không người luôn. Rất tự tin với cái màn stun của mình. Đã cho cái bóng ra rử đây. Thằng 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 thằng. Nó có smoke. Nó biết là hàng giả rồi. Hàng fake thôi. Hàng phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Không phải hàng hịp. Và Chuân ở trên này đã nhìn thấy rồi. Một pha lẩn cát và blink xuống, sọc luôn xuống dưới. Hôm nay thì C đang đứng ở vị trí này. Có lẽ bên phía C9 họ cũng không dám quá hổ báo trong tình huống này, bởi vì bên phía IG bây giờ họ có một cái lượng đồ khá là ổn rồi. Mà hơn thế nữa, bên phía C9 họ cần phải một pha combat mở rất đẹp từ phía Fata cơ. Mà combat của con Magnus này nó hơi bị hên xui một chút xíu, khi mà đối phương, các thành viên của bên phía IG họ không stick chung với nhau thì để mà có một combat đẹp mỹ mãn thì nó hơi khó dành cho Magnus. Nhưng mà mình thì mình thích dựng cái con hero kiểu như Magnus để đánh. Thích cái lối đánh của châu Âu, kiểu lối đánh phóng khoáng, nó không có kiểu quá bài bản như Trung Quốc. Dire's bottom tower is under attack. Bây giờ là một pha combat nổ ra, Bedrider đã lên bảng rồi. Giờ này thì đang bị giữ chân, Phoenix vẫn kịp để chứng ngay ông bay lên. Tôi thấy một pha FG của Fred à. Và bây giờ thì Fred lên bảng và Chuân này đang phía sau. Như vậy con chim đang vẫy cánh và phun máu. Ba mạng trong pha combat vừa rồi. Tiêu ấy gần như Sama bị có cốt đầu tiên, không kịp sử dụng đuổi nó hay gì cả. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's top tower has been attacked. Dire's bottom barracks are under attack. Radiant's top tower is under attack. Vậy cái trụ bot thì đã nổ rồi. Giờ là còn hai cái rack cơ. Thì có thêm cho mình một cái Manta. Đây thì C thì sao, phải có Hand of Midas thì cũng lên cho mình một cái Blink. Hiểu, có Blink có Way. Chết ra nổi. Chân thì đang có cho mình level 12, một cái Blink rồi và đang lên Manta. Đó chỉ là... Oh, Isama! What the hell? Thôi đi fit cho game kết thúc nhanh à? Hay là đấy chỉ là một tình huống hư cấu? Thì
giờ đi xem ma quái yếu đuối rồi, có mỗi một cái Manta và Kira thôi, đang muốn lên BB còn chưa được. Rất là khó, 26 đang bị gì? Kiểu như họ đang bị kiểu như là bị đánh vào tâm lý ấy. Chán trường ấy, không muốn try hard cố gắng lên. Như vậy là Aziz đã mất và Seraphine là người và Roxanne đã chết và Aziz dành cho Seraphine. Giờ này thì Bon 7 đang có thêm cho mình một cái first staff và vẫn là style lên MMM dành cho Bad Rider. Tiếp theo thì cũng đang hướng đến cho mình một cái BKB để tránh được một vị focus trong combat với rất nhiều disable để phía IG như thế kia. Magnus thì sao? Magnus không phải first staff, là một cái gợi lốc. Xin các bạn, đó là một cái gợi lốc chứ không phải một cái first staff. Thì con Magnus này mình thấy có một số người hay sử dụng lên first staff, nhưng con này sẽ là Fanta sử dụng lên gợi lốc. Crack đầu tiên dành cho bên phía IG. Đó luôn là một clan đầu tiên luôn. Clan bot đã dành cho bên phía Invictus Gaming. Và thế đang thế mạnh đang như trẻ trẻ này, họ quyết tâm là đẩy luôn vào trụ mid à. Chúng ta hãy cùng đón xem một pha một combat tuyệt vời đến từ Fata và Vũ Trị 9. Xem nổ trang có nổ hay không đây, rất khó phải đứng tản ra như thế này, làm sao để vào combat được đây. Trong đó TV thì cũng chưa có đủ gì nhiều thế này, TV một pha chói xì để mở combat từ Best Rider vẫn là quay đi. Khi đó thì Phoenix đang muốn rỉa thì nghe một chút Nevermore để chủ Nevermore không ăn trụ, nhưng mà trụ vẫn nổ vào một finger đến từ phía Fate và kết thúc mạng của Novtel. Phoenix đã lên bảng rồi và buyback từ C pha vừa rồi thì anh cũng lên bảng thôi khi mà bị focus rất nhiều down đến từ phía C9. Trận này nghe vẻ Isama yếu đuối quá. Có Aziz lên Fairy 40 khá là hổ báo, không có gì để toán cả. Giờ này thì BKB đã đủ dành cho thanh niên Isama rồi. Và bây giờ thì là kẻ rách thứ hai mở BKB lên và đứng quẩy. Ngoài đi pha ta thối hỏng rồi, ra ngoài mà không kịp làm gì, không kịp ulti, buyback ra rồi. 40 mất Aziz và tôi thấy đó là một pha đổi máu đến từ phía TB. Nhưng mà anh cũng chết thôi với Burning khi mà anh nhảy vào và pha ta buyback ra. Giờ này thì Bon 7 một quay một ulti 40 cũng kết thúc mạng của GG. GG, well played. GG. Bon 7 GG. Một game đấu thứ 3, cảm giác như C9 yếu vế hơn. Phải chăng là kèo thể lực này bên phía IG họ hơn so với C9 chăng? Khi mà game đấu đầu tiên thì C9 chiến đấu rất là hăng hái và nhiều sức lực, họ đã giành được chiến thắng vào game đấu thứ 2 rất dài. Và game đầu thứ 3 được kết thúc sớm hơn ở phút thứ 29 và IG họ giành lợi thế tuyệt đối từ lúc early game đến kết thúc game luôn. Và game đấu thứ 3 kết thúc tại đây, chúng ta sẽ chờ đến khoảng, các bạn đừng có ao vội về sau đây, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi của hai team, chắc là nghỉ ngơi của IG thôi, thì sẽ là trận chung kết tổng diễn ra giữa Invictus Gaming gặp VC Gaming, hai team của Trung Quốc. Thật sự lúc đầu mình cũng hy vọng là C9 thắng trong game đấu này để có thể tham gia chung kết tổng, nó tạo ra một cái không khí đó hay hơn, nhưng mà hơi khó khi mà IG họ đánh quá chắc. Và chút nữa thôi thì trận chung kết tổng sẽ diễn ra giải Star Leader mùa thứ 12 này, và ai sẽ là nhà vô địch các bạn hãy đón xem cạnh kênh Pew Pew VN. Bye bye các bạn.